Tập 20. Xin chỉ thị của trung đoàn trưởng đi. Chúng ta không bắn phát súng nào. Có còn là người không? Alo, trung đoàn trưởng, coi như tôi cầu xin anh cho tiểu đoàn 1 lên chi viện Triệu Quốc Vũ đi. Số lượng lớn quân vật sắp dẫm lên trận địa của Triệu Quốc Vũ rồi. Môi hở răng lạnh. Truyền lệnh của tôi, tiểu đoàn 1 rút lui, rút về phòng tuyến số 2, chuẩn bị rút lui khỏi Bắc Lý Bình. Cái gì? Tôi mới nhận được lệnh của trụ sở, Nghi Thành đã thất thủ rồi. Lúc này đánh thêm sẽ lãng phí đó. Vậy tôi lập tức phái người báo cho Triệu Quốc Vũ để họ rút lui cùng chúng ta. Bỏ đi, trung đoàn trưởng. Anh muốn dứt bỏ Triệu Quốc Vũ sao? Nếu Triệu Quốc Vũ có thể tiếp tục chống đỡ thì lúc tiểu đoàn 1 rút lui sẽ an toàn hơn, đúng không? Trung đoàn trưởng, cấp trên đã thông báo chúng ta rút lui rồi còn gì. Lúc này anh dứt bỏ Triệu Quốc Vũ như vậy là quá vô đạo đức rồi. Giang Nhất Dương, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đánh trận không thể mềm lòng như vậy. Dùng mấy chục người lính rách nát của Triệu Quốc Vũ đổi lại người bên trung đoàn chúng ta an toàn rút lui, đây là lợi hơn hại. Trung đoàn trưởng, anh đừng quên, những người lính rách nát mà miệng anh nói ra đang liều chết chống lại quân Nhật ở phía trước, đã ngăn chặn được 4 đợt tấn công của quân Nhật rồi. Trung đoàn 1 muốn chính chúng ta một phát súng cũng không bắn. Trung đoàn trưởng, chấp hành mệnh lệnh. Trung đoàn trưởng, Du Mẫn Chi, cái tên đạo đức giả thật đáng chết. Trung đoàn trưởng nói sao? Lập tức rút lui. Đại ca, hết đạn rồi. Tôi cũng hết đạn rồi. Tiểu đoàn trưởng Triệu, chúng tôi cũng hết đạn rồi. Bọn giặc lại lên rồi. Làm sao bây giờ đây? Lên lưỡi lê. Thuận Qua Tử, tôi sắp tới thăm cậu rồi. Chị Hà, kiếp sau gặp lại. Chúng ta cứ vậy mà rút lui hay sao? Mau truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả vũ khí có thể tiếp cận được trận địa của quân Nhật. Chúng ta phải giúp Triệu Quốc Vũ một tay. Mau truyền lệnh xuống, pháo núi chuẩn bị, tiến hành chiến đấu. Rõ. Triệu Quốc Vũ, cậu mở to mắt ra nhìn giặc có bao nhiêu tên đi. Cậu muốn tất cả mọi người chết cùng với cậu có phải không? Được, muốn liều mạng thì cậu đi một mình đi. Tôi không chơi với cậu nữa, cút qua một bên đi. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Anh Quốc Vũ, súng của em cũng hết đạn rồi. Tiểu đoàn trưởng Triệu, hay là chúng ta rút lui đi. Bọn giặc càng lúc càng tới gần rồi. Liều mạng đi. Quốc Vũ, em theo anh. Anh không cần em theo. Em quay lại đây chính là muốn chết cùng với anh. Em câm miệng đi. Anh không cần em chết chung với anh đâu. Hỷ Mùi Tử, đi, đi với anh. Đi mau. Hỷ Mùi Tử, em sao vậy? Đi thôi, mau lên. Tôi không đi. Hỷ Mùi Tử, đi cùng Hoàng Ma Tử. Hoàng Ma Tử dẫn anh em rút lui đi. Mau lên, mau rút lui đi, nhanh đi. Tất cả rút lui đi, mau lên. Còn anh thì sao? Rút lui mau lên. Anh Quốc Vũ, em không đi. Mau đi đi, nhanh lên. Đi mau. Bắn.
Rút dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Trấn Quốc để lại đạn, lựu đạn cho Triệu Quốc Dũng, lương khô cũng để lại luôn. Triệu Quốc Dũng không rút lui cùng chúng ta sao? Chúng ta làm gì còn mặt mũi gặp lại Triệu Quốc Vũ nữa? Để họ tự kiếm đường mà lui đi, theo ai cũng được, hơn là theo Du Mẫn Chi. Để lại một nửa số đạn, lương khô để lại hết, mau. Tiểu đoàn trưởng Triệu, anh xem, đó có nghĩa là gì? Lệnh rút lui về trận địa của tiểu đoàn 1. Rút, 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 rút. Mau lên, rút đi. Mau lên. Rút đi. Oda, nếu bây giờ cậu mổ bụng, tôi sẵn sàng làm người mổ bụng cho cậu. Dừng tay. Xin cho phép tôi thay cấp dưới của tôi xin lỗi vì đã lỗ mãng và kiêu ngạo. Yamamoto, anh vẫn luôn bảo vệ cấp dưới kém năng lực của mình như vậy sao? Matsumoto, tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Trận địa phía trước vẫn đang ở trong tay của người Trung Quốc. Tôi sẽ đích thân dẫn quân lấy được trận địa rồi giao lại cho anh. Chỉ đáng tiếc tôi đã hết nổi rồi. Oshima, dẫn đại bộ đội cho lục quân mở rộng tầm mắt, xem sự dũng mãnh của đội thủy quân lục chiến Nhật Bản. Rõ. Trung đội 1, tấn công. Theo sau. Người đâu? Tiểu đoàn trưởng Triệu. Viết gì vậy? Nhóc khờ, đọc mau, đọc mau. Người anh em Quốc Dũng. Báo cáo, đội trưởng Oshima đã đột phá phòng tuyến đầu tiên của quân Nhật, đang tiến đến phòng tuyến thứ hai. Đội trưởng Oshima báo cáo là quân đội Trung Quốc ở phòng tuyến đầu tiên đã không còn ai. Lùi xuống đi, rõ. Vốn dĩ tôi đã đột phá được phòng tuyến đầu tiên rồi, chỉ vì bị quả lực của phòng tuyến 2 của Trung Quốc áp chế, bọn họ mới rút lui thôi. Vô dụng thật. Đối mặt với sự cố chấp, hẹp hòi của Du Mẫn Chi, tôi vô cùng phẫn nộ. Nhưng tôi thân là quân dân, không thể làm trái quân lệnh, chỉ có thể cố gắng hết sức, giúp đỡ chút sức lực từ xa. Mong là Quốc Vũ và các chiến sĩ dũng cảm có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Một ít đạn và lương khô không đáng kể là gì. Mong mọi người trân trọng, tự thu xếp ổn thỏa. Ký tên Giang Nhất Dương, Lý Chấn Quốc. Trời ơi, xem ra không chỉ có Du Mẫn Chi khốn nạn, mà còn có Giang Nhất Dương, Lý Chấn Quốc thấu tình đạt lý như vậy. Viết gì ra vẻ nho nhã quá vậy? Biết ý nghĩa là gì không? Chính là nói Giang Nhất Dương với Lý Chấn Quốc thấy đám người chúng ta đánh ở phía trước quá thảm, nên thấy ấy nấy. Bây giờ đi rồi, để lại một chút súng và pháo đạn cho chúng ta xài đó. Để lại lương thực đạn dược làm cái gì vậy? Muốn đuổi chúng ta đi, có biết chưa? Còn cái gì mà tự thu xếp ổn thỏa, thu xếp cái gì chứ? Chính là cái chúng ta muốn làm gì thì làm. Mau cút đi, có biết chưa? Rút mau, nhanh lên. Mang theo vật tư, rút mau lên. Hỉ mụ tử, đi mau, nhanh đi. Mang theo vật tư, mau lên mau lên. Mau rút đi. Nhanh đi, nhanh đi. Hướng này chắc chắn là hướng này rồi. Không sai đâu. Nếu mà hướng này đúng thì chúng ta đã không đi tới con đường này rồi. Đường lớn ở đâu chứ? Đây là la bàn, cũng đâu phải là bản đồ đâu. Chỉ có thể chỉ phương hướng thôi. Dù sao thì cô cứ đi theo hướng này thì chính là mắt Lý Bình. Rốt cuộc lại có chuẩn hay không vậy? Cô cảm thấy không chuẩn thì cô tự tìm đường mà đi đi. Đi thôi, đi thôi. Mau đi thôi.
hình như là hướng đi Bắc Lý Bình. Mấy người Triệu Quốc Vũ vẫn chưa rút lui. Không thể nào, chúng ta rút hết rồi, họ lại làm gì? Sao vậy? Nếu không thì hai người dẫn theo người đi chi viện đi. Làm trái quân lệnh ở Bắc Lý Bình. Trở về tôi tính sổ với hai người. Trung Quan Phó, chúng ta nên nghĩ tới con đường sau này đi. Theo anh ta còn không bằng theo Triệu Quốc Vũ. Được rồi, bớt nói mấy câu tức giận đi. Đi thôi. Tiểu đội Tamaki báo cáo, phát hiện một nhóm người Trung Quốc đã chạy vào trong núi sâu, không thấy tung tích. Có bao nhiêu người? Khoảng chừng hơn 20 người. Cậu nói là chỉ có tiểu đội Tamaki nhìn thấy bộ đội Trung Quốc này thôi sao? Phải. Đúng là kỳ lạ thật. Ba phòng tuyến quân Trung Quốc bố trí chỗ này đã bị chiếm đóng, nhưng mới đụng hơn 20 người đã rút lui. Ai đã ngăn chặn chỉ trong một tiếng được? Quân Trung Quốc còn lại đâu? Lúc chúng ta đến, họ vẫn đang chiến đấu, không thể rút lui nhanh như vậy được. Còn có một chuyện kỳ lạ hơn. Tôi đã cẩn thận quan sát, trong ba phòng tuyến của quân Trung Quốc chỉ có một phòng tuyến đầu giao tranh kịch liệt, mà tuyến phòng thủ ở chỗ chúng ta đang đứng chỉ phát hiện một vài vỏ đạn cối và súng máy mà thôi. Và ở phòng tuyến cuối cùng, ngoài công sự thì không phát hiện một vỏ đạn nào hết. Phòng tuyến đầu chặn trung đoàn Yamamoto, phòng tuyến số 2 chỉ ngăn chặn được mỗi phút cuối. Đúng là một trận chiến kỳ lạ. Là lục quân quá vô dụng hay là người Trung Quốc quá dũng cảm? Lệnh cho bộ đội của cậu chia thành các tiểu đội, tiếp tục vào núi lục soát nhóm người Trung Quốc đó. Tôi muốn biết được đáp án chính xác, rõ. Ngoại trừ vũ khí, bỏ tất cả những thứ có thể bỏ. Mau lên đi. Đuổi theo mau. Dừng lại. Triệu Quốc Vũ, cậu đang dắt cháu đi vào đó hả? Tất cả mọi người chạy qua bên kia đi. Mau lên, chạy qua bên kia. Mau lên đi. Chạy qua kia đi, mau lên. Còn đứng đó làm gì? Đi mau, nhanh lên. Khốn kiếp thật, đuổi theo. Lên đó, mau lên. Lên đó, mau lên. Nhanh đi. Mau. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Không có. Nhóc khờ này, thả tay ra đi. Cậu che chặt vậy, cậu ta chết bây giờ đó. Hiệu trưởng Khổng, cái thằng nhóc này suýt nữa giết chết cậu rồi đó. Suýt chút nữa là tôi chết rồi. Đi thôi, mau lên. Đi thôi.
Đi, mau lên. Anh Hoàng Ma Tử, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cậu hỏi tôi biết hỏi ai đây? Anh Quốc Dũng. Trời ơi, anh tính cả đời không nói chuyện với nhau sao? Chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền, nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Tiếp theo phải làm sao thì phải cùng nhau thương lượng chứ. Mộc Sách à, câu nói đó nói sao? Không cùng đường cái gì đó. Không cùng đường thì không cùng chí hướng. Không sai, chính là câu đó. Tôi không cùng đường với Triệu Quốc Vũ, nên không thể cùng chí hướng. Tiểu đoàn trưởng Triệu, chúng ta đi đường chúng ta thôi, để đám người này tự đi đi. Đầu cá chim, tôi thấy cậu có phải lại ngứa đòn rồi không? Hoàng Ma Tử, anh đừng có không biết điều. Tự anh muốn đi, tôi chỉ giúp anh nói thôi. Nói giúp ai? Giúp anh. Nói lại lần nữa đi. Giúp thổ phỉ nhà anh. Anh nói lại một lần nữa xem. Nói theo Hoàng Ma Tử. Được rồi, các người muốn đi thì mau cút đi. Đầu cá chim nhà anh còn nói. Được, dù gì tôi cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Triệu Quốc Vũ, đợi tôi nghĩ ra rồi tôi lập tức đi liền. Anh cứ từ từ nghĩ ra đi. Đi thôi. Đi. Đi. Anh Hoàng Ma Tử, anh Tử Bạch Long, đi thôi. Đại ca, có đi hay không? Nghe anh hết, cậu nói xem. Đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi. Ở nơi đất khách quê người, quay đầu lại gặp bọn giặc. Đúng đó đại ca à, bảo vệ tính mạng mới quan trọng. Chị dâu nói phải đó. Tam Thế, đi thôi. Đi. Đi. Hướng đi này có phải không vậy? Trên la bàn chỉ hướng này sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Dương Mây Giá, tôi cho anh biết, anh mà tính sai câu chuyện tôi lột da của anh ra đó. Cô nói như vậy là không được rồi. Hèn gì Quốc Chủ không thích cô. Dương Mây Giá, anh vừa nói gì vậy? À, đâu có gì. Anh nói lại lần nữa xem. Cô là phụ nữ mà cứ đòi lột da hoài vậy là sao? Làm gì vậy? Đuổi theo. Làm gì vậy? Tôi lột da của anh, Dương Mây Giá. Được rồi, Phi Yến. Phi Yến à, nói lại xem. Hiểu lầm mà. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nói lại, nói lại nè. Triệu Quốc Vũ thích cô, cực kỳ thích cô. Cô nghĩ đi, nếu cậu ấy không thích cô, làm sao mà cậu ấy chửi cô được? Cậu ấy cố ý chửi cô để cô bỏ đi đó. Không muốn cô xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Nói rất là có lý. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Chạy mau, nhanh đi, nhanh đi. Chạy mau, nhanh lên. Từ từ thôi, cẩn thận đó. Nè, nhanh đi, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Mau lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Điện Mùi Tử, sao vậy? Chị Điện à, tôi trật chân rồi. Không đi được nữa, mọi người mặc kệ tôi. Đi trước đi. Không được, không được, Điện Mùi Tử à. Có chuyện gì không thể bỏ chị lại được đâu. Tôi không chạy được nữa rồi. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Mau đỡ chị dậy đi, mau lên. Mau đỡ chị dậy đi. Được rồi, mau lên. Cẩn thận một chút. Mau lên, mau lên. Nhanh đi. Xuống dưới. Qua đây, qua đây. Theo tôi. Nhóc Cầm à, sau khi con về Hương Khê thì ở trong nhà của dì, nghe rõ chưa?
thiên linh linh địa linh linh. Anh Quốc Văn, nếu các anh tìm được mấy người Triệu Quốc Dũng, nhất định phải đem chăm sóc tam thế. Được rồi, yên tâm đi, phải để nó sống sót trở về Hương Khê. Được rồi, được rồi. Nè Điền Ngụy Tử à, nè quay lại đi. Điền Ngụy Tử, chị làm cái gì vậy? Mọn giặc kia, tao bên này, đuổi theo. Tụi bay đuổi theo đi. Cầu xin ông trời bảo vệ cho cô ấy. Tôi hết cách rồi, tôi hết cách rồi. Đồng bọn đâu? Họ trốn đâu rồi? Họ biết bay lên trời, trốn xuống đất, đã sớm chạy thoát rồi. Anh Quốc Văn, anh Dương, Phi Yến, mọi người còn chờ gì nữa? Mọi người nhất định phải báo thù cho tôi. Nhất định phải báo thù cho tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Khốn kiếp! Trưởng quan, anh xem. Xa kích! Tiếng súng phát ra từ bên kia. Chúng ta phải đi bên này. Đi mau, khoan đã. Tôi qua đó xem thử. Xem gì mà xem? Chúng ta đang chạy trốn mà còn xem cái gì? Mọi người đây chờ đi. Cậu đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Lỡ cậu có chuyện gì, em gái, đi, đi mau. Không phải mọi người về Hương Khê rồi sao? Quốc Vũ, anh à, sao mọi người quay lại vậy? Quốc Vũ, em gái, anh vợ, sao anh chạy tới đây vậy? Anh Quốc Văn, chị dâu của em đâu? Chị không đi cùng với mọi người sao? Mọi người sao vậy? Nhóc câm à, chị dâu tôi đâu rồi? Sao vậy? Anh Quốc Văn, chị dâu của em đâu? Đã về Hương Khê rồi hả? Anh vợ, chị dâu của em đâu? Chị ấy đi đâu rồi? Chị em không đi chung với mọi người sao? Chị dâu của em đâu rồi? Chị dâu em đâu rồi? Em gái, sao em lại đánh chị dâu vậy? Cút qua một bên đi. Khỉ mùi tử, chị có phải là người không? Nếu không phải là vì chị, chúng tôi sẽ không quay lại tìm chị. Trên đường sẽ không gặp phải bọn giặc. Chị Điền cũng sẽ không chết.
Sao lại như vậy? Tôi không biết, đừng giả bộ nữa. Triệu Quốc Vũ nói không sai, chị chính là một gánh nặng, chị chính là sao chổi. Được rồi, chị Điền mất rồi. Trong lòng mọi người ai cũng buồn, nhưng mà người giết chị Điền là bọn giặc Nhật, liên quan gì tới chị dâu em chứ? Nếu chị không bỏ đi, chị Điền có chết không? Chị Điền vì yểm trợ chúng tôi, một mình dụ giặc lên vách núi. Nếu không chúng tôi đã chết hết tất cả rồi. Hỉ muội tử, em chết thì chị Điền có thể sống lại sao? Kêu mọi người về Hương Khê thì lại không chịu nghe. Em không muốn như vậy, em chỉ muốn ở lại với mọi người thôi. Câm miệng đi, hỉ muội tử. Anh tối bên chị lâu như vậy, có bao giờ chị để anh ấy ở trong lòng của chị không? Triệu Quốc Vũ đã là chồng của tôi, trong lòng của chị vẫn còn nhớ tới anh ấy. Lúc đầu từ Hương Khê tới, chị chính là vì chồng tôi. Lần này chị quay lại cũng là vì chồng tôi. Chị có biết xấu hổ là gì không? Chị có dám nhận hay không? Em câm miệng đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Hoàng Phi Yến, em nhớ kỹ cho anh, cô ấy là chị dâu của em. Cô ấy là chị dâu của em. Anh trai như cha, chị dâu như mẹ. Sau này em còn dám ăn nói lung tung nữa, anh không tha cho em. Hoàng Ma Tử, anh chính là cái tên ngu ngốc nhất trên đời này. Anh ngu ngốc. Người ngu như anh có phúc của người ngu. Anh Quốc Vũ, anh nói cho em biết, khi nào em tìm được anh của em vậy? Chị dâu của em mất rồi, anh của em vẫn chưa gặp được chị dâu. Anh Quốc Vũ, anh của em sẽ đánh em đó. Lúc anh ấy đi đã dặn em rồi, là kêu em chăm sóc tốt chị dâu. Em chăm sóc không tốt, em không chăm sóc tốt chị dâu của em rồi,
Anh của em không gặp được chị dâu của em nữa rồi. Chị dâu à, em không chăm sóc tốt cho chị rồi, chị à. Chị dâu à, để chị dâu của em được yên nghỉ đi. Không, chị ấy sẽ không gặp được anh trai của em nữa rồi. Em chưa tìm thấy anh của em mà. Bỏ tôi ra đi, Tam Thế. Đừng kéo tôi nữa, Tam Thế à. Tam Thế, chị dâu ơi, chị dâu. Chị dâu à. Điền muội tử, em hãy yên tâm ra đi. Yên tâm, tụi anh sẽ chăm sóc tốt cho Tam Thế. Tụi anh nhất định sẽ giết thật nhiều giặc, báo thù rửa hận cho em. Điền muội tử, Điền muội tử à, sao em lại ra đi như vậy? Sao em lại ra đi như vậy chứ? Là anh không chăm sóc tốt cho em, Điền muội tử. Vốn dĩ anh còn muốn đợi đánh giặc xong chúng ta về Hương Khê, anh sẽ làm cho em hai bộ đồ để mỗi ngày em đều mặc đồ thật là đẹp. Điền muội tử à, số của em khổ quá rồi. Đến cuối cùng em vẫn không thể về nhà được. Điền muội tử ơi, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Điền muội tử à, là do anh không chăm sóc tốt cho em. Em gái, qua khuyên chị dâu của em đi, đừng để quấy quỷ ở đó nữa. Anh sai rồi được chưa? Anh tự mình đi khuyên đi. Anh đã khuyên mấy lần rồi, cô ấy đâu có chịu nghe. Vậy thì để chị quỳ tiếp đi. Hỷ muội tử, em cũng quỳ một ngày rồi, mau đứng dậy đi. Chị Điền à, em xin lỗi chị, em xin lỗi. Điền muội tử, người có lỗi với em nhất là Triệu Quốc Văn anh. Đều tại anh ngay lúc đầu cứ kéo em nấu cơm cho đoàn dân quân, cho nên em mới tới đây. Anh xin lỗi em, anh thật sự hối hận. Điền muội tử, tất cả là tại anh. Anh à, chị Điền là do giặc giết, không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan tới anh được chứ? Tất cả mọi người có liên quan tới anh. Anh là hội trưởng nghĩa vụ quân sự huyện Hương Khê, là anh đưa tất cả những người lính ở Hương Khê tới đây. Đưa một người chết một người, đưa một người chết một người, không một ai sống sót quay trở về. Anh chính là quỷ đoạt mạng của họ. Sao lại không liên quan tới anh được chứ? Anh chính là tội nhân. Anh có lỗi với người dân Hương Khê. Anh có tội, anh có tội. Em nói cho anh một lần nữa, chị Điền là cho bọn giặc Nhật giết, không phải anh.
Chúng ta là người sống không được phụ lòng người đã chết. Nên đừng tự trách nữa. Anh phải liều mạng với bọn giặc để báo thù cho họ. Như vậy những người đã chết mới có thể chết có ý nghĩa, chết được nhắm mắt. Anh xé công văn này rồi sẽ không về khu quản lý sư đoàn báo cáo được. Quốc Vũ à, em nói phải. Chúng ta nên liều mạng với bọn giặc tới cùng, để cái chết của những người đã ra đi có ý nghĩa, chết được nhắm mắt. Bây giờ thì đã hiểu rồi. Thứ anh muốn không phải là về khu quản lý sư đoàn, mà là mạng sống của những người đã chết này. Anh không về nữa. Được rồi, đi thôi. Mọi người, đi thôi. Anh vợ à, đứng lên đi. Điền muội tử, em không về Hương Khê được nữa rồi. Anh cũng không muốn về nữa. Đợi anh giết hết bọn giặc Nhật rồi, anh sẽ tới thăm em. Điền muội tử à, em hãy yên nghỉ. Tạm biệt chị Điền. Chúng tôi nhất định sẽ giết hết bọn giặc để báo thù cho chị. Chị Điền, lên đường bình an. Chúng tôi sẽ báo thù cho chị. Cậu đi trước đi. Tôi muốn ở lại với chị dâu tôi thêm một chút nữa. Tôi muốn ở bên cạnh chị ấy. Tạm thế, đi thôi. Anh Quốc Dũng, anh nhớ nơi này giúp em với. Đợi em tìm được anh của em và anh ấy trở lại, đưa chị dâu về Hương Khê. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Cùng nhau về Hương Khê. Tạm thế, sau này chị chính là chị dâu của em. Chị sẽ đối xử tốt với em giống như chị Điền. Đợi đánh giặc xong, chị đem quay lại đây để đưa chị Điền về nhà. Đi thôi. Được, chị giúp em nhớ nơi này. Đi thôi. Chị ơi, em đi đây. Em tìm được anh của em sẽ quay lại đây thăm chị.